Xin chào các bạn, ngày mới xin chúc các bạn luôn vui vẻ và bình an. Chúng tôi đang ở trước nhà thờ giáo xứ Phú Thiện thuộc giáo hạt Túc Trưng giáo phận Xuân Lộc. Và đây là bên trong nhà thờ các bạn. Khuôn viên nhà thờ cũng khá là rộng. Và đây là mặt tiền nhà thờ. Trước tiền đền là tượng thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là bổn mạng của giáo xứ. Nhà thờ nằm trên quốc lộ 20 cách trạm xăng dầu La Ngà ở phía nam khoảng 100 m. Nhà thờ xây một kiểu cắt rất là đơn sơ. Sân nhà thờ hầu hết đều tráng bê tông và nhà thờ được xây trên một cái chiền dốc so với mặt đường khá cao. Và đây là mặt tiền nhà thờ với ba cửa chính. Hai bên cũng có hai hành lang. Lịch sử hình thành và phát triển năm 1975, một số gia đình công giáo từ Bùi Chu Phát Diệm di cư vào vùng sông La Ngà để lập nghiệp. Họ sinh hoạt tôn giáo tại giáo xứ La Ngà vào năm 1982. Từ cộng đoàn này, cha Anton Vũ Quang Minh thành lập họ Teresa trực thuộc giáo họ La Ngà, trực thuộc giáo xứ La Ngà các bạn. Và từ trước hiên nhà thờ chúng ta nhìn ra đường quốc lộ 20, hai bên sân nhà thờ có trồng hai hàng cây rất là cao. Và đây là hành lang bên trái nhà thờ, chúng ta thấy hành lang cũng khá rộng. Phía ngoài được che thêm một mái nữa để che phủ cái hành lang. Và phía dưới hành lang người ta cũng kê rất nhiều ghế. Có lẽ trong nhà thờ khá chật nên người ta kê nhiều ghế bên ngoài để lễ đông thì giáo dân có chỗ ngồi. Năm 1988, cha Anton dựng một nhà nguyện gỗ mái tranh tại giáo họ để nâng dâng lễ Chúa Nhật hàng tuần. Ba năm sau 1991, cha Anton cùng cộng đoàn Teresa khởi công xây dựng nhà nguyện mới khang trang và khánh thành năm 1992. Năm 1993, giáo họ Teresa được nâng lên thành giáo họ biệt lập và lấy tên là giáo họ biệt lập Phú Thiện. Đây là mặt bên trái của nhà thờ. Và mặt bên trái cũng có khoảng sân rất rộng và một dãy nhà mục vụ rất là dài. Và phía trước cũng trồng rất nhiều cây cao vô bóng mát các bạn. Và bây giờ chúng ta đi ra phía sau nhà thờ. Thưa
Phía sau nhà thờ ở phía xa có một cái khoảng sân rất rộng, dùng để chơi bóng chuyền. Và tiếp theo là một cái nhà tiền chế rất lớn, có lẽ là nhà sinh hoạt. Và phía bên kia bên phải cũng vậy, cũng có nhà rất lớn. Và đây, có lẽ bên phải là nhà xứ các bạn ạ. Phía trước trồng rất nhiều hàng cây. Và khoảng sân sau nhà thờ cũng rất rộng. Và đây là mặt sau của nhà thờ. Mặt sau nhà thờ cũng được che một mái tôn khá rộng. Tám năm sau, năm 2001, cha Giuse Nguyễn Minh Sơn quản nhiệm giáo họ biệt lập Phú Thiện. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, cha Giuse cùng giáo dân xây nhà giáo lý và các tượng đài. Và đây là sân bên trái nhà thờ. Và từ phía sau đi dần về phía trước. Ở giữa có hàng cây có bóng mát. Năm 2004, Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng giáo họ biệt lập Phú Thiện lên thành giáo xứ. Ba năm sau 2007, cha Giuse Nguyễn Minh Sơn được bổ nhiệm làm chánh sứ Tiên Khởi giáo xứ Phú Thiện. Cùng với việc chỉnh trang cơ sở vật chất của giáo xứ, cha Giuse giúp các sinh hoạt hội đoàn đi vào nề nếp ổn định. Và năm 2012, cha Phêrô Vương Văn Tuyên kế nhiệm cha Giuse. Bây giờ chúng ta đi sang hành lang bên phải nhà thờ. Hành lang bên phải nhà thờ cũng được kê rất nhiều ghế các bạn, y như hành lang bên trái vậy. Và cũng được che một mái ở phía trên để che mưa nắng. Phía sau bên phải nhà thờ là một tháp chuông, cũng rất là đơn sơ các bạn ạ, làm bằng các cây sắt. Và tiếp theo sau đó đây có lẽ là nhà lọc nước, lấy nước tinh khiết. Chúng ta thấy bên trong có bồn nước và các bình nước. Tiếp theo có lẽ đây là các phòng sinh hoạt của giáo xứ, và phía sau có lẽ là nhà xứ các bạn. Phía sau nhà thờ các nhà mục vụ bao quanh, và có một cái khoảng sân rất rộng tráng bê tông. Dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô Vương Văn Tuyên, cộng đoàn Phú Thiện đã có đời sống tinh thần vững mạnh. Và năm 2020, cha Giuse đỗ Mạnh Thái về làm quản sứ Phú Thiện. Và sau đó, ngày 7 tháng 10 năm 2022, giáo xứ lại đón chào cha tân chánh sứ Giuse Nguyễn Hữu Thiệu về coi sóc giáo xứ thay cho cha Giuse.
Và đây là mặt bên phải nhà thờ. Sân bên phải nhà thờ chúng ta thấy có đài Thánh Như Xe. Đây là mặt bên phải nhà thờ các bạn. Giờ chúng ta đi qua đài Đức Mẹ. Đài Đức Mẹ được làm ở phía trước sân bên trái nhà thờ. Phía trước cũng có nhiều ghế đá ngồi để cầu nguyện. Cầu nguyện vững tin cậy trông phó thác. Và đây là tượng Đức Mẹ. Đây là tượng Đức Mẹ La Vang các bạn. Và cái phông phía đằng sau cũng được làm ráp đá, dán đá các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi và xin nhớ xem tiếp các video khác nhé. Thân ái chào tạm biệt. Một lần đến viếng nhà thờ giáo xứ Phú Thiện. Xin chào tạm biệt.